Xin chào tất cả anh em, lại là tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về cách thiết kế mặt bằng và dựng công trình trong file Revit. Thì hôm nay tôi làm một cái series hướng dẫn anh em cái cách mà chúng ta thiết kế một công trình nhà vườn. Đây các bạn nhé, đây là một công trình nhà vườn do đơn vị kiến trúc Kisato thiết kế cho khách hàng ở Hải Dương. Đó, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em là cái cách mà tôi lên cái ý tưởng mặt bằng cũng như chúng ta dựng công trình cũng như bổ chi tiết toàn bộ công trình này trong phần mềm Revit như thế nào. Đó, một công trình nhà vườn mái Thái theo phong cách là tân cổ nhẹ nhàng. Rồi, các bạn nhớ lên YouTube gõ Gizento, ấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón chờ các cái series nhé. Tôi sẽ làm một loạt các cái series chia sẻ các cái mẫu nhà từ cái tư duy tôi lên mặt bằng như thế nào. Rồi cái cách chúng tôi triển khai công trình ở trên phần mềm Revit ra sao. Để gì ạ? Từ đó các bạn có thể tham khảo được rất là nhiều các cái mẫu nhà đẹp hoặc là biết các cái bước để tiến hành dựng một công trình trên phần mềm Revit và phục vụ cho công việc của các bạn. Hoặc là nếu các bạn mà đang làm trong lĩnh vực thi công hoặc là chưa sử dụng thành thạo về phần mềm Revit mà đang sử dụng những cái phần mềm truyền thống như AutoCAD chỉ dưới dạng 2D thôi thì cũng có thể có ý tưởng để gì ạ? Chúng ta có thêm một cái công việc mới, một cái nguồn thu nhập mới từ cái việc làm thiết kế nhé. Bởi vì rất là nhiều học trò của tôi thì sau khi học xong thành thạo phần mềm Revit và học thiết kế thì họ đã có thêm một công việc part time, đó là thiết kế ngoài giờ hoặc là mở công ty về thiết kế. Rồi thì cái học viện này thì khác biệt so với những học viện khác, đó là gì ạ? Toàn bộ những giảng viên đây thì đều là những cái người làm thực tế, tại vì hiện nay thì Kisato Group là một hệ sinh thái gồm rất nhiều các công ty. Chúng tôi không chỉ làm về đào tạo. Trung tâm Gizento là trung tâm khác biệt so với những trung tâm khác, đó là học thực tế và ứng dụng nhanh. Chúng tôi sẽ chia sẻ những cái gì mà chúng tôi làm thực tế bởi những cái công ty thiết kế và thi công thực tế, những cái dự án thực tế mà chúng tôi đã làm rồi. Đấy, nên nó sẽ không có lý thuyết mà đi thẳng vào cái công trình thực tế cũng như hướng dẫn các bạn làm. Và đây là toàn bộ những cái giảng viên rất là lâu năm, toàn bộ là những chủ trì, những giám đốc hoặc là những cố vấn ở ngoài kia có chuyên môn nghiệp vụ rất cao, họ đã làm rất là nhiều các cái dự án rồi. Thì đấy là cái sự khác biệt của học viện Gizento, nên anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Rồi ok, thì chúng ta quay lại với chủ đề ngày hôm nay. Thì trước tiên khi thiết kế một công trình nào đó thì các bạn cần phải lấy thông tin thiết kế của chủ nhà, đúng không ạ? Thì là tôi xin phép là chia sẻ một cái thông tin thiết kế như thế này. Đấy, chủ nhà muốn làm một công trình nhà vườn vừa dưới dạng là mái Thái gồm một tầng, phong cách là hiện đại. Đấy, hoặc là tân cổ nhẹ nhàng. Rồi, và công năng chủ nhà mong muốn là một phòng khách này, bếp cộng ăn này, có máy giặt này, ba phòng ngủ này. Tức là có máy giặt ở ngay khu vực bếp đấy, cho tiện này. Ba phòng ngủ, trong đó một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, một vệ sinh chung, một phòng thờ và một cầu thang bộ lên mái bên ngoài nhà. Rồi ạ, cửa thì là cửa nhôm kính. Rồi làm đơn giản và chi phí làm sao chỉ khoảng rơi vào khoảng 1 tỷ thôi. Đấy, thì đấy là thông tin cơ bản nhé. Còn bên trong nhà thì là cửa composite và từ cốt 00 lên cốt sân thì muốn làm 5 bậc cho cao giáo. Ok, thì đấy là thông tin cơ bản các bạn cần nắm được. Và thông tin thứ hai các bạn cần nắm được đó là cái gì ạ? Là cái thông tin về khảo sát vị trí của khu đất. Thì đây tôi cũng chia sẻ luôn để cho anh em nắm được. Thì bên công ty kiến trúc Kisato của chúng tôi bao giờ cũng có một cái quy trình. Đó, anh em có thể thấy đây là một cái quy trình gồm rất là nhiều các cái bước để khi một bộ phận khảo sát đến nhà khách hàng thì cần phải làm cái gì. Đây thì anh em có đến công trình và sử dụng hệ thống thiết bị trang thiết bị hiện đại, đó là Flycam. Toàn bộ đội khảo sát bên chúng tôi là trang bị thiết bị Flycam để chụp khuôn đất, sau đó là gì ạ, mô tả tất cả các thông tin một cách chi tiết để chuyển các cái bộ phận khác như bộ phận lên mặt bằng, bộ phận lên 3D, bộ phận kết cấu, bộ phận điện nước, bộ phận dự toán đó. Còn đâu nếu mà các bạn không có một quy trình chuẩn chỉ ấy, thì rất dễ đến cái tình trạng là cái người đi khảo sát truyền đạt không đúng cho những cái bộ phận sau và rất mất nhiều thời gian, và thực sự là khách hàng họ cũng không thích cái điều đó khi phải nói đi nói lại quá nhiều thông tin, đúng không ạ? Đó, nên cái chủ đề mà chia sẻ cái quy trình mà thiết kế, tại vì trong một công ty thiết kế nó gồm rất là nhiều các cái quy trình, rất là nhiều phòng ban, thì tôi sẽ làm một series sau nhé. Để quay lại cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ lên ý tưởng mặt bằng. Rồi, một công trình nhà vườn gồm 3 phòng ngủ, trong đó một vệ sinh khép kín, một phòng ngủ vệ sinh khép kín này, một khu vực khách kết hợp với thờ, một khu vực bếp cộng ăn, đúng không ạ? Một vệ sinh chung. Với cái diện tích đất là chiều sâu là 23 m và chiều ngang là 14 m.
Đó thôi, với cái diện tích này và cái mặt tiền nó sẽ hướng về phần này các bạn nhé. Đấy, với cái diện tích đất nó như thế này. Đó thì trong đầu chúng ta sẽ mường tượng được là cái vị trí của công trình như thế nào đúng không ạ? Đó thì do cái mảnh đất bên này giáp với chị gái và đằng trước này là bố và đằng sau thì là hết 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 đất rồi các bạn nhé. Đến đây là phần hết đất rồi. Thì chúng tôi sẽ đẩy về góc trên cùng ở bên trái. Đó, và vẫn để thoáng bốn mặt nhưng mà đẩy sát về góc bên trên cùng bên trái. Đấy, và gì ạ? Để có một cái khoảng sân rộng ở phía đằng trước và ở phía bên dưới như thế này, tại vì đây là hai bên giáp với nhà người thân nên sẽ để cái không gian sân vườn. Thế thì chúng ta cũng sẽ mường tượng luôn, nó là thiết kế hai sảnh, đấy, một sảnh phía trước và một sảnh đây, và tính toán làm sao ấy, là cái gì ạ? Cái khoảng sân bên hông này nó rộng nhất có thể nhưng mà vẫn đầy đủ công năng ở bên trong. Đó. Thế thì các bạn có thể thấy là chiều ngang là chúng ta chỉ có 14 mét thôi và chiều sâu 2-3 mét. Thì bây giờ chúng ta lên cái ý tưởng sơ bộ như thế nào. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần mặt bằng nhá. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà tôi sẽ lên ý tưởng ở trên mặt bằng để anh em tham khảo về phần này. Ok. Đấy, tôi sẽ sử dụng cái thiết bị của tôi để chia sẻ với anh em luôn cho nó trực quan. Rồi, ok. Đây, tôi sẽ vẽ ý tưởng lên đây nhá, thì anh em cùng theo dõi luôn. Ok. Thế thì chúng ta có cái mảnh đất chiều ngang là 14 và chiều sâu là 23. Bây giờ tôi sẽ vẽ sơ bộ về cái phần gì ạ? Phần kích thước của công trình. Thì đầu tiên là tôi sẽ lên cái ý tưởng công năng phòng như thế nào đã, đúng không ạ? Tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ sử dụng cái màu đen dành cho các cái đường tim. Đây là các bạn cứ tưởng tượng đây là những cái đường tim nhá. Đấy, các cái đường tim của công trình. Đó. Thế thì ý tưởng của tôi sơ bộ nó sẽ như thế này. Tôi sẽ bố trí 3 phòng ngủ ở một bên, ở khu vực khách, thờ và bếp một bên. Đó, tức là chúng ta chia đôi đấy ạ. Thì ý tưởng của tôi sẽ ưu tiên cái khu vực phòng ngủ trong đó, trong 3 phòng ngủ thì gia chủ mong muốn là có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín thì cái phòng đấy sẽ chắc chắn phải có diện tích rộng hơn rồi. Đó. Và vệ sinh ấy thì không thể để ở phía đằng trước được thì nó sẽ rất là bất tiện. Nên tôi sẽ ưu tiên cái phòng ngủ master rộng hơn ở phía đằng sau để diện ý đồ của tôi là cái khu vực vệ sinh chung và cái khu vực vệ sinh cho phòng ngủ master ấy nó cùng một trục. Thứ nhất là đi cái đường điện đi đường gì ạ? Điện nước nó rất là tiện. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Nó không bị vướng các bạn nhé. Đấy, thế thì cái cách tôi làm như sau, tôi sẽ ưu tiên, tôi giả sử tôi sẽ chia cái phòng ngủ master nó sẽ rộng hơn. Đấy, tôi sẽ chia như thế này. Còn kích thước bao nhiêu, tí nữa chúng ta sẽ điền sau nhé. Rồi. Đó. Hai phòng này sẽ có diện tích bằng nhau, ướm lượng này thôi. Tí nữa chúng ta sẽ dựng chi tiết, đúng không ạ? Căn chỉnh sau. Còn đây là bước phác thảo sơ bộ về phần mặt bằng để anh em nắm được cái ý tưởng và cái cách tôi lên ý tưởng. Đấy, còn chúng ta sẽ căn chỉnh sau ở trên phần mềm Revit anh em nhé. Rồi, thế thì sau khi mà cố định được 3 phòng ngủ như thế, tôi sẽ làm một cái khu vực vệ sinh ở đây. Đấy, ý tưởng của tôi sẽ chia đôi cái khu vực vệ sinh này. Một khu vực vệ sinh ở cái chỗ này. Đấy, anh em sẽ tưởng tượng luôn là cái khu vực ở vệ sinh ở chỗ này thì tôi sẽ ưu tiên dành cho gì ạ? Cho khu vực phòng ngủ ở đây. Đấy. Cho cái phòng ngủ master. Còn một khu vực vệ sinh chung ở đây và chị có mong muốn đó là gì ạ? Cái khu vực máy giặt thì sẽ để ở ngay cái trong khu vực bếp luôn, đúng không ạ? Nên khả năng là tôi sẽ để chừa một chút. Này, tôi sẽ để chừa một chút. Đấy. Tôi sẽ chừa một chút ở đây. Rồi ạ, tôi khả năng là cái khu vực vệ sinh là sẽ ở vị trí như thế này. Rồi, đấy, như vậy là cho anh em dễ tưởng tượng. Và ở đây tôi sẽ để một cái vị trí có thể làm cái sân ướt xuống và một cái vị trí máy giặt ở đây chẳng hạn. Đấy, đây là cái vị trí máy giặt. Đó. Và cái chỗ này sẽ làm sân ướt xuống. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tìm và bố trí cái vị trí khu vực phòng bếp và cái khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đấy, thì đối với công trình này thì tôi sẽ tư vấn luôn là khách kết hợp với thờ luôn cho tiện mọi người nhé.
Đấy, như vậy thì sẽ đỡ mất diện tích cho công trình. Đó, thì ý tưởng của tôi sẽ như thế này. Tôi sẽ tính cái khu vực phòng khách làm sao cho rộng rãi và khu vực bếp cộng ăn. Đó, thì cũng rộng rãi nhưng mà chắc chắn khu vực phòng khách và phòng thờ kết hợp với nhau sẽ phải lớn hơn với cái khu vực phòng bếp và khu phòng ăn rồi. Đó, thì tôi sẽ phát triển cái bức tường ngăn ở đây đây chẳng hạn. Rồi thì tùy các bạn có thể làm bằng hệ lam hoặc bằng tường ngăn nhưng mà tôi sẽ ý tưởng là như vậy. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bố trí cái khu vực gian thờ nó ở chỗ này các bạn nhé. Thì sau này sẽ có một cái bàn thờ ở đây. Đấy, một cái bàn thờ sẽ ở vị trí này. Đây là khu vực bàn thờ. Rồi. Chúng ta sẽ bố trí cái khu vực phòng khu vực gì ạ? Sofa, ghế, phòng khách ở đây. Đấy. Ok ạ. Thế thì các bạn sẽ hỏi là cái khu vực mà chúng ta sẽ để tivi ở đâu đúng không ạ? Thì thông thường là chúng ta sẽ để đối diện cái khu vực kệ tivi ở đây. Đấy, đây là cái ý tưởng sơ bộ như vậy. Rồi, tiếp đến là gì ạ? Nếu mà cái khu vực phòng bếp như thế này thì chúng ta sẽ bố trí bàn ăn và bếp như thế nào đúng không ạ? Đấy, đây là ý tưởng sơ bộ nó lên như vậy và chúng ta sẽ điền kích thước sau nhé. Thế thì đối với cái diện tích bếp này khả năng nó sẽ không được rộng nên tôi sẽ ưu tiên một cái bếp dạng chữ thẳng như thế này, dạng bếp dạng thẳng chứ không dạng chữ L nữa để ưu tiên không gian này rộng, và cái chỗ này tôi sẽ làm một cái bức tường này. Còn cái khu vực ở đây ấy, thì tôi sẽ để bức cái bàn ăn sát vào cái khu vực tường này. Đấy. Bàn có thể kê 6 hoặc 8 ghế mọi người nhá. Đấy, hoặc là chỗ này mọi người có thể làm lam gỗ cũng được nhưng mà ở đây thì có khu vực bàn thờ kệ vào tường nên sẽ vững chãi hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta làm cái lam ở cái khu vực ngăn cách giữa phòng khách và khu vực phòng thờ. À, khu vực phòng khách thờ và khu vực bếp cũng ăn. Rồi ạ. Ok. Thế thì tôi sẽ tiếp tục mở một cái cửa đi ra khu vực phía đằng sau. Đó, ở đây sẽ có một cái khu vực cửa đi ra phía đằng sau. Rồi, tại vì đằng sau ấy thì chúng tôi dự định sẽ vẫn để chừa đất cho gia đình để gì ạ? Từ cái khu vực để máy giặt ở đây thì chúng ta có thể đi đằng sau để phơi phóng luôn. Ok, đấy, thì đấy là không gian cơ bản là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phát triển đến cái phần sảnh chẳng hạn. Rồi. Đối với cái khu vực sảnh như thế này thì để ưu tiên cái khoảng sân ở phía đằng trước rộng thì tôi sẽ không làm sảnh là lồi ra ngoài mà tôi sẽ xử lý sảnh theo cái hướng là âm vào bên trong một chút. Thế thì ở đây tôi sẽ vẽ một cái đường tường ở đây. Đấy. Rồi, đây là cái khu vực sảnh ạ và cái khu vực sảnh này sẽ ý tưởng như thế này. Nó sẽ lồi ra như thế này. Đấy. Được chưa ạ? Rồi. Tức là lồi ra một phần nhỏ vòn đâu thụt vào đấy, so với cái phòng ngủ đầu tiên ạ là một phần lớn để gì ạ? Để chúng ta ưu tiên cái khoảng sân ở phía đằng trước, tại vì nếu mà chúng ta lồi ra thì nó mất quá nhiều diện tích và cái tổng mức đầu tư nó chỉ khoảng 1 tỷ thôi nên chúng ta phải tính toán. Thì đây là cái ý tưởng chúng ta sẽ như vậy. Ở đây thì gia chủ mong muốn là sẽ có gì ạ, sẽ có 5 bậc đúng không ạ? Đấy, thì ở đây sẽ tương ứng với 5 bậc mọi người nhá. Đó, xử lý 5 bậc ấy giúp rồi. Rồi tiếp đến là gì ạ? Ở đây thì chúng ta vẫn lên làm một cái khu vực sảnh phụ để gì ạ? Để khi mà vào khu vực phòng bếp mà trong trường hợp có khách không cần phải qua khu vực phòng khách, nó tiện hơn rất là nhiều nên tôi sẽ có một cái ý tưởng phát triển một cái khu vực sảnh phụ. Và tất nhiên cái khu vực mà sảnh phụ đấy thì cửa nó phải mở vào khu vực bếp cộng ăn rồi đúng không ạ? Đấy. Mà cái bếp cộng ăn nếu mà chúng ta để dạng như thế này thì tôi thấy nó sẽ khá là chật đúng không ạ, nó sẽ khá là chật, nó khá là chật. Thế thì cái cách tôi làm sẽ như sau. Đấy, với cái ý tưởng như thế này và tôi vẫn sẽ làm sảnh vuông mọi người nhé. Đấy, ở đây nó sẽ có hai lựa chọn, một là mọi người sẽ làm sảnh phụ song song với cái khu vực sảnh chính, hai nữa là chúng ta có thể làm sảnh phụ vuông góc với khu vực sảnh chính. Nhưng mà ý tưởng của tôi sẽ làm vuông góc tại vì không phải là quá chật để chúng ta chỉ làm song song. Ví dụ như làm song song trong trường hợp mà chúng ta chỉ còn khoảng 80 phân hoặc là 1 mét đúng không ạ? Còn đây thì nếu mà với cái tính toán nhẩm sơ bộ theo kinh nghiệm như này thì chúng ta vẫn còn cái bên hông rất là rộng khoảng hơn 2 mét nên tôi sẽ quyết định vẫn là làm sảnh vuông góc. Nhưng mà làm sao để nó không bị quá là lớn và chúng ta vẫn tiết kiệm về diện tích. Đó, thì cái cách tôi phát triển ý tưởng như sau nhá, để anh em tham khảo. Rồi. Đó, tôi sẽ làm lồi cái khu vực bếp này ra một đoạn. Được chưa? Đó. Rồi, đây tôi sẽ xóa này đi cho anh em xem.
Đấy. Thì tức là cái phần khu vực bếp của chúng ta nó cái tủ bếp nó sẽ dạng thẳng, nó sẽ kéo dài hơn ra rất là nhiều đúng không ạ? Rồi cái chỗ này sẽ không còn bức tường nữa mà cái tường của chúng ta sẽ lồi ra đúng không ạ? Rồi. Đấy. Thì cái khu vực bếp của chúng ta sẽ rộng hơn và về mặt hình khối nó vẫn có khoảng lồi ra để tạo hình khối cho công trình đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Thì đến cái khu vực này thì tôi sẽ tính cái khu vực sảnh nó sẽ đến hết cái phần map này chẳng hạn. Đây. Đấy, thì mọi người ở đây thấy là tôi sẽ phát triển thêm một cái khu vực cửa ở đây nhá. Cửa cho khu vực sảnh phụ ở đây. Đấy. Rồi. Thì đối với cái khu vực sảnh như thế này thì cái ý tưởng của tôi sẽ vẫn làm sảnh vuông góc với cái khu vực tức là sảnh phụ sẽ vuông góc với khu vực sảnh chính nhưng mà nó không quá tốn nhiều diện tích. Thì ở đây thì chúng ta có thể có hai ý tưởng. Một là chúng ta sẽ làm lồi ra, nó giống như vừa rồi ấy, chúng ta sẽ làm lồi ra như thế này. Đúng không ạ? À, tức là chúng ta sẽ phát triển là gì ạ? Làm lồi ra như thế này. Được chưa? Đấy, và chúng ta sẽ vẫn hai cột nó khoe ra như thế này. Còn cái ý tưởng thứ hai ấy là gì ạ? Chúng ta chỉ lồi một cột thôi. Cái phần này thì nó chiếm khá nhiều diện tích. Nên ở đây thì tôi sẽ chỉ làm lồi một cột thôi. Tức là một cái cột nó sẽ ở cái vị trí này rồi. Mọi người nhá. Đây, thì mọi người sẽ cái cách mọi người sẽ xem cái cách tôi phát triển cái hình khối này. Tôi sẽ đưa nó ra đây. Vào đây. Đấy. Thì sau này ấy, nó sẽ có một cái cột trụ hiên ở đây, cột vuông ở đây. Anh em nhá. À đây, cái cột vuông là nó sẽ thẳng ở đây, cái cột này cột vuông này. Thì cái chỗ này cũng sẽ có cái cột vuông ở đây. Đấy, thì đối với cái ý tưởng như thế này, còn đây là các cái bậc 5 bậc đúng không ạ? Mỗi bậc là 30 phân. Đấy. Chỗ này 5 bậc anh em nhá. Đấy, đây tôi sẽ vẽ tượng trưng rồi, nó sẽ có 5 bậc ở đây. Rồi, thế như vậy là chúng ta sẽ vẫn là gì ạ? Vẫn có một cái sảnh nhưng mà gì ạ? Nó sẽ không bị mất nhiều phần diện tích. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta không thiết kế lồi hẳn cái cột ra. Đấy thì tùy ý tưởng của anh em sẽ làm sao cho nó hợp lý nhất có thể. Đấy. Rồi, ok. Rồi. Tí nữa kích trước chúng ta sẽ tính sau nhá, chúng ta sẽ căn chỉnh sau. Đây là đang lên cái phần ý tưởng nhưng mà khi các bạn làm nhiều các bạn sẽ có cái ngay cái phần kích thước ở trong đầu thôi. Rồi bây giờ tóm lại là chúng ta chỉ bổ sung thêm các cái khu vực cửa cho các cái phòng ngủ thôi. Thì đối với như thế diện tích như thế này chẳng hạn thì chúng ta sẽ bố trí cửa như sau. Ở đây tôi chia lại cho nó đều một chút. Rồi, tôi chia tức là hai phòng này sẽ có diện tích bằng nhau, hai phòng cho hai con. Đây, tôi giả sử ở đây chẳng hạn. Đấy, thì đối cái phần này chúng ta bị thụt vào so với cái phòng ngủ này rồi, cái khu vực sảnh nhá. Nên cửa tôi sẽ phát triển ở bên này. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ căn chỉnh cái kích thước cửa sau nhá. Rồi. Đấy, để anh em trong cái quá trình mà tôi vẽ này để tôi phân tích và sau này anh em sẽ hiểu hơn so với cái việc mà tôi đưa sẵn một cái mặt bằng cho anh em. Đấy, và cái kệ tivi thì sẽ để đây để cho tránh ra và tiếp tục cái cửa bên này thì tôi cũng sẽ để sát vào bên này. Rồi ạ. Còn đâu ấy, tất cả những cái thông số về đồ đạc hoặc là cửa khi bạn làm nhiều các bạn sẽ nắm được và chúng ta sẽ có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Rồi, thế thì còn một cái nữa đó là cái cửa ở bên này thì nếu mà chúng ta đi xuống dưới thì nó sát nhà vệ sinh quá đúng không ạ? Mà nó không được tiện nên là tôi sẽ bố trí cái cửa nó ở khu vực này. Đó. Đây là cái hướng mở vào anh em nhá. Đấy. Rồi, thế thì ở cái chỗ này ấy, thì nó sẽ trường hợp là bàn thờ nó thẳng với cửa chẳng hạn thì ở đây chúng ta sẽ làm những cái hệ lam gỗ nào ở đây. Đấy. Thì đấy là cái ý tưởng của tôi. Sẽ làm cái hệ lam gỗ ở đây để gì ạ? Chúng ta mở cửa ra chúng ta không nhìn thấy thẳng với bàn thờ. Rồi ạ. Ok, ở đây là hoàn toàn là các bạn có thể mở được thêm những cái khu vực cửa sổ nhá. Đấy, ví dụ như chúng ta sẽ có thể là mở được cửa sổ ở đây. Ở phía đằng trước đúng không ạ? Rồi. Tiếp đến là gì ạ? Ở khu vực phòng khách là chúng ta hoàn toàn có thể mở được cửa sổ tiếp. Đó, chúng ta có thể mở cửa ngay cái khu vực ghế sofa này. Đúng không ạ? Tùy mọi người. Chúng ta có thể mở cửa ở ngay cái khu vực này cũng thêm một cái cửa nữa cũng được. Còn khu vực bếp cộng ăn thì chúng ta có thể mở cửa sổ ở đây. Đúng không ạ? Rồi, các khu vực phòng ngủ thì tất nhiên rồi. Thì bên này thì tôi sẽ vẫn để lại khoảng tầm 80 phân đến 1 mét ở phía bên trên nhé. Đấy, thì ở chỗ này chúng ta sẽ vẫn mở được cửa sổ. Đấy, vẫn mở được cửa sổ. Đấy, chúng ta sẽ phát sơ bộ như vậy và cái khu vực vệ sinh này thế chúng ta vẫn mở được cửa sổ anh em nhé.
vẫn mở được cửa sổ. Rồi, tiếp đến là cái việc mà chúng ta bố trí về phần giường và tủ đúng không ạ? Thì cái đấy là chúng ta sẽ sắp xếp vào thôi. Nhưng mà đây cơ bản là cái phần mặt bằng nó như vậy. Bây giờ cần thiết thì để tôi sẽ vẽ sơ bộ về phần giường tủ để cho anh em cái hướng giường tủ đặt như thế nào. Thì ý tưởng của tôi ấy, thì sẽ để một cái khu vực giường nữa ở đây. Tại vì đây là nhà vệ sinh ở đây rồi đúng không ạ? Hai cái táp ở đầu giường đây. Đúng chưa? Đó, thì chúng ta hoàn toàn là sẽ vẫn có một cái khu vực nó rất là rộng như thế này. Nhưng mà bây giờ ấy là cái tủ thì nó sẽ ở đâu? Tủ thì thông thường là tôi sẽ để ở cuối góc này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đẩy cái cửa, sửa lại cái cửa nhà vệ sinh. Đó, chúng ta sẽ sửa lại cái khu vực cửa nhà vệ sinh này. Lên đây. Được chưa? Đấy, ví dụ vậy. Và chúng ta sẽ có một cái vị trí chúng ta sẽ để tủ ở đây. Đó, cơ bản nó sẽ là như vậy. Rồi, còn đối với cái vị trí giường ở phía bên này ấy, thì tất nhiên rồi nó sẽ có các cái hướng để mọi người lựa chọn. Chúng ta có thể đặt đầu giường bên này hoặc là bên này, đúng không ạ? Hoặc là ở đây. Đó, nếu mà đặt ở chỗ này thì chắc chắn là chúng ta phải làm cửa sổ hai bên rồi. Thì tùy, tùy nhá. Đó, chúng ta tính toán làm sao cho nó hợp lý nhất. Đấy, ví dụ như ở đây thì tôi có thể là để theo hướng này. Đúng không ạ? Và tủ tôi sẽ để đây chẳng hạn. Rồi. Còn đối với cái phòng ngủ đầu tiên thì cũng thế, mọi người sẽ tư duy làm sao cho nó hợp lý nhất thôi. Ví dụ như tôi có thể phát triển đây. Hai tab đây. Đúng chưa? Và chúng ta có thể để một cái tủ quần áo nó ở góc cuối này. Hoặc là bàn học thì tùy nhu cầu. Và ở đây hoàn toàn là chúng ta có thể là gì ạ? Mở cửa sổ, nếu mà tủ kệ cái giường chúng ta kê ở đầu tường như thế này, chúng ta có thể mở cửa sổ hai bên. Đấy, cho phòng nó thoáng. Còn không thì chúng ta chỉ cần mở một cửa đằng trước thôi. Rồi, ok. Thế thì tiếp đến là chúng ta sẽ tính toán về phần kích thước của công trình này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia theo gian nhá. Đây mọi người đã thấy này. Đây, tôi đo cái đường màu đỏ là cái đường beam kích thước đi. Tôi sẽ lên cái ý tưởng kích thước. Rồi ạ. Thì kích thước của cái chiều này tôi sẽ thông thường chúng ta sẽ lấy từ hơn 3 mét đúng không ạ? Tùy vào mọi người căn. À, nhưng mà ở đây mọi người có thể thấy là như vừa rồi chúng ta xem nó là cái chiều gì ạ? Đây mọi người để xem là cái chiều sâu của mảnh đất là 23 mét. 23 mét đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ căn để làm sao mà cái khoảng sân đằng trước rộng nhất. Đấy. Thế thì ở đây thì tôi sẽ dự kiến là tôi lấy là 3 mét 3. 3 mét 3. Chỗ này rơi vào khoảng 4 mét 2 chẳng hạn. Cái phòng này thì sẽ rộng hơn là phòng master của vợ chồng anh chị. Còn cái khu vực này thì tôi sẽ lấy là khoảng tầm 1 mét 8. À, tại sao tôi lại lấy rộng 1 mét 8 như vậy? Tại vì ở đây ấy, thì nó có một cái khu vực để máy giặt nữa mọi người nhé. Nếu mà lấy 1 mét rưỡi thì nó sẽ hơi bị chật. Đó. Thì tính tổng vào, mọi người có thể tính tổng vào giúp cho tôi. Thì chỗ này nó chỉ rơi vào khoảng là 6 mét 6. Và bên này nó rơi cộng với 1 mét 8 cộng 4 mét 2 nữa là 6 mét. 6 mét 6 cộng với 6 mét là 12 mét 6 mọi người nhé. Đấy, trong khi là tổng khuôn đất của chúng ta nó rơi vào là bao nhiêu ạ? 23 mét nên chúng ta vẫn còn thoải mái nữa. Rồi, còn một cái khu vực mà ở đằng trước nó lồi ra nữa, đúng không ạ? Cái khu vực này nó lồi ra nữa. Đấy. Thế thì tôi cứ cho nó rơi vào khoảng cái khu vực ở đây nữa. Đấy, nhưng mọi người có thể thấy đây nó sẽ có một cái vị trí mà chúng ta lồi ra. Cái phần này thì chúng ta sẽ tính theo cái gì ạ? Cái phần số bậc mà chúng ta sẽ dự kiến chúng ta lên. Đấy. Ví dụ cái mép bậc này chúng ta sẽ ăn sâu vào bên trong. Thông thường ở đây thì tôi sẽ lấy cái khoảng này nó chỉ rơi khoảng tầm 80 thôi. Đúng không ạ? Và cái khu vực này bậc thì 30, 30 nhân 5 thì nó rơi vào 1 mét rưỡi đúng không ạ? Đó. Đây, tôi sẽ đi ở đây nó rơi vào khoảng từ đây đến đây là 1 mét rưỡi đúng không ạ? Tại vì mỗi bậc là chúng ta làm 30 phân. Đó, thì cái chỗ này giả sử như tôi sẽ để khoảng 0,1 nữa chẳng hạn thì tổng cái chỗ này nó rơi vào 1,6 m. Đấy, thì mọi người sẽ cộng thêm 1,6 m đây thì khoảng là bao nhiêu ạ? Nó rơi vào khoảng 14,2 m mà trong khi tổng khu đất của chúng ta nó rơi vào 23 m và phía đằng sau thì chúng tôi cũng sẽ để một khoảng sân nữa. Thì tôi cứ lấy là khoảng 14,2 m. 14,2 m đúng không ạ? Đấy thì chúng ta vẫn còn một cái khoảng rất là rộng nữa. Đấy, tức là khoảng hơn 9 mét. Đây tôi sẽ trừ đi cho mọi người xem.
chúng ta sẽ lấy là 23 mét trừ đi 14 mét 2. Đấy, được khoảng 8 mét 8 mọi người nhá. 8 mét 8. Nếu mà với kích thước 8 mét 8 này chúng ta hoàn toàn có thể để đằng sau khoảng tầm 2 mét, 2 mét rưỡi, đúng không ạ? Tôi giả sử như để đằng sau khoảng 2 mét rưỡi để làm cái sân phơi phóng chẳng hạn. Đấy thì chúng ta còn khoảng 6 mét 3 phía đằng trước cũng đã thoải mái rồi. Đó, thì mọi người phải căn phải gạn nhá. Thì cái này chúng ta tính toán, nếu mà giả sử như cái sân đằng trước mọi người gia chủ muốn rộng hơn nữa thì chúng ta có thể co lại diện tích các phòng. Thì cái phần này thì chúng ta cần phải thông đi thông lại với chủ nhà nhiều lần. Và trước tiên là chúng ta phải lên được cái ý tưởng sơ bộ về phần mặt bằng. Đó. Và không phải là một lần là xong, còn rất là nhiều lần đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cơ bản cái ý tưởng thì mọi người có thể nắm được. Rồi, còn về cái kích thước chiều đằng này. À, kích thước về chiều đằng này. Ok. Đây là tôi đang tính từ tim đến tim hết nhá. Sau khi chúng ta triển khai sơ bộ xong thì chúng ta sẽ đưa vào Revit và chúng ta triển khai nó ra. Rồi ạ, với cái kích thước chiều này thì phòng ngủ bao giờ chắc chắn là nó sẽ có kích thước là gì ạ? Bé hơn so với cái khu vực bếp này rồi đúng không ạ? Đấy thì ở đây thì tôi sẽ lấy ý tưởng sẽ rơi vào, tức là tính diện tích. Ví dụ như bây giờ ấy, là gia chủ muốn là bây giờ 3m3 là sử dụng mỗi cái phòng ngủ này sẽ rơi vào khoảng tầm 12m chẳng hạn. Đúng không ạ? Đây tôi sẽ lấy 12m. Đấy, chia cho 3m3. Đấy thì nó rơi vào 3m6. Đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có thể lấy là 3m6. Nhưng mà ở đây thì có thêm một cái khu vực máy giặt thì nên cho tôi muốn nó sẽ rộng hơn một chút, tôi sẽ lấy 3m9 đi. Đấy 3m3 nhân với 3m9 chẳng hạn. Đấy nó cũng sẽ rơi vào đấy. Giờ diện tích của tường nó chiếm đi là vừa. Đấy, thì cái khu vực ở đây thì tôi sẽ lấy là 3m9 này. Còn đối với cái khu vực bếp này nó sẽ lồi ra một khoảng so với khu phòng khách thì chúng ta sẽ phải tính cái gì ạ? Kích thước của cái khu vực phòng khách trước. Ở đây. Đấy, nó sẽ vẫn là 3m9 đúng không mọi người? 3m9 này. Rồi, cái khu phòng khách này ấy, thì giả sử chúng ta sẽ có một cái kích thước ở đây là mọi người có thể tính cái khu vực phòng khách 80 phân này, cái vị trí này chúng tôi sẽ dự kiến là đấy, cũng khoảng tầm 80 phân này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy đi 80 và bên này lồi ra 80 thì vẫn là 6m6, 3m3 cộng 3m3 là 6m6. Rồi ạ, 6m6. Bây giờ tôi dự kiến là phòng khách này sẽ khoảng 25m2. Đó. Chia cho 6m6. Đấy. Thì sẽ rơi vào khoảng 3,7. Đấy, nhưng mà 25m thì khá là chật. Nên thông thường một phòng khách thì cũng phải tầm 30-40 đúng không ạ? Nhưng mà đối với công trình này thì chúng ta sẽ rơi khoảng tầm 30 mét đi. Đấy. 30 mét chúng ta sẽ nhân chia cho 6m6. Đấy thì chúng ta sẽ làm khoảng 4 mét rưỡi là vừa. 4 mét rưỡi mọi người nha. Ở đây tôi sẽ làm 4 mét rưỡi. Đó. Còn đối với cái khu vực mà lồi ra ở đây ấy, thì thông thường ấy cái cửa đi ra ở đây thì chúng ta phải làm rộng để đi ra đi vào nó dễ. Đó. Thông thường ví dụ như tôi sẽ làm cái cửa khoảng 1m, cái chiều rộng của cái cửa phụ này ạ là khoảng 1m. Đấy, thế thì ở đây chúng ta tính từ tim đến tim tôi sẽ lấy là 1m2. 1,2m. Đó, tại vì cái cửa phụ mà chúng ta làm 80 thì không ổn lắm, tại vì đi ra đi vào khu vực bếp chứ không phải như cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ thì chúng ta có thể lấy 80 90 cm được. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có 4,5m cộng với 1m2 thì nó sẽ rơi vào 5m7 mọi người nhá. Đấy, nên cái khu vực này là 5m7. Rồi, chúng ta sẽ cộng tổng này vào. Rồi, ok. Ở đây là chúng ta sẽ lấy là bao nhiêu ạ? 3m9 cộng với 5m7. Tim ạ. Sẽ là khoảng 9m6. Đấy, 9m6. Rồi, thế thì mọi người có thể nhìn lại cái hiện trạng về phần mặt bằng của công trình. Đấy, mặt bằng của công trình ở đây. Đấy, thì chỗ này là 14m. 14m đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy 14m đi. 14m. Chúng ta trừ đi 9m6 cộng với thêm mỗi bên phủ bì là tường 110 cộng 110 là 22 nữa đúng không ạ? Trừ đi 9m6 này. Trừ đi 0,22 này. Đấy, chúng ta còn 4m18 mọi người nhá. 4m18 nhưng mà chúng ta còn chưa tính đến cái khu vực bậc là chúng ta gì ạ? Lồi ra, chỗ này là chúng ta mất 1m5 nữa rồi. Đấy, chỗ này là mất 1m5 nữa mọi người nhá. Đây đây, tôi sẽ kéo ra cho mọi người nhìn. Đấy, cái vị trí ở đây này.
Đấy, cái vị trí đây ạ, cái vị trí đây tôi làm lại cho mọi người, đây cái vị trí ở đây là 1,5 m đúng không ạ, 5 bậc mà. Đó, 1,5 m, thế thì chúng ta sẽ trừ đi 1,5 m nữa. Đấy, thì còn là 2,68, 2,68, tức là ở cái 2,68. Thế thì 2,68 tôi sẽ căn gì ạ? Cái vị trí ở khu vực này. Đó, là tôi sẽ để ra khoảng tầm 60 80 phân. Đấy, 60 phân đi, 68 phân đi. Đấy, thì để gì ạ? Để chúng ta có thể mở cửa sổ và đi lại được. Đấy. Còn đối với cái chiều bên giáp với bên nhà chị ở đây, chị gái của chủ nhà ấy, thì chúng ta sẽ vẫn còn 2 m nên thoải mái luôn, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể lấy bên này là 80, chỗ này là khoảng 1,8 m, 1,9 m đúng không ạ? Hoặc là 70, còn bên này sẽ lấy là bao nhiêu ạ? 1,9 m hơn, đúng không ạ? Đấy, thế thì mọi diện tích thì nó đều ok. Đấy, khi mà tính toán ra ấy, thì chúng ta sẽ được một cái phòng ngủ. Cái phòng này nó sẽ rơi sắp xỉ ở 12 mét vuông mọi người nhá. Đấy, cái phòng này cũng sắp xỉ ở 12. Đây, tôi ghi cái màu khác đi. Rồi. Đấy, sắp xỉ có 12 mét vuông. Đấy, và các bạn chỉ cần nhân diện tích lên thôi. Còn đối với cái phòng ngủ master này nó sẽ rơi vào khoảng gần 16 mét vuông, sẽ khá là rộng. Còn khu vực phòng khách này các bạn sẽ lấy 6 mét 6 nhân với 4 mét rưỡi, nó sẽ rơi vào khoảng hơn 30 mét vuông một chút. Lớn hơn 30 mét vuông. Ở khu vực bếp công ăn các bạn lấy 5 mét 7 nhân với bao nhiêu ạ? À, nhân với 6 đúng không ạ? Nó cũng rất là rộng. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ 5 mét 7 nhân nhân với, à không phải 6, sorry mọi người. Đây, để tôi nhân lại. Là 1,8 m cộng 4,2 m. Chúng ta trừ đi 80 phân đúng không ạ? Rồi, chúng ta nhân với 5,7 m. Rồi, thì nó sẽ rơi vào khoảng xấp xỉ 30 mét vuông. Đấy, cũng rất là rộng rãi rồi. Rất là rộng rãi. Ok. Đấy, thì tổng diện tích của cái công trình này thì nó sẽ rơi vào khoảng một chiều là 9,6 m. Chúng ta sẽ có một chiều là 9,6 m nhân với 12,6 m và cộng với 1,6 m, tức là chúng ta sẽ có là 14,2 m. Đó, khoảng 136 mét vuông mọi người nhá. Đấy, 136 nếu mà chủ nhà tự làm nó sẽ rơi vào 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Tôi cứ lấy 5 triệu rưỡi đi. Đấy, hơn 800 triệu. Đúng không ạ? Hơn 800 triệu một chút thôi. Đó, còn nếu mà nội thất đắt đỏ các thứ nữa vào là ok. Thì cũng rất là phù hợp với tài chính của gia đình. Và chúng ta sẽ đưa cái phương án cơ bản này để thông với chủ nhà. Và chủ nhà sẽ yêu cầu chúng ta rộng cái này ra, rộng cái chỗ kia, chúng ta điều chỉnh và chúng ta phải thuyết phục được với chủ nhà là hợp lý nhất. Và gì ạ? Các bạn lên đưa một cái mặt bằng vào cái phần khuôn đất tổng thể để thuyết trình cho chủ nhà. Ngoài công năng ra thì tổng thể khuôn viên sân vườn còn lại như thế này, như thế kia, phương án này, phương án kia, đấy, phân tích cho chủ nhà. Rồi, đấy thì đấy là xong về cái phần mặt bằng cơ bản. Thì sau khi xong mặt bằng xong thì chúng ta sẽ vào phần mềm Revit dựng và chúng ta sẽ gửi cho chủ nhà. Đây tôi sẽ chia sẻ luôn cái file mà chúng tôi sẽ gửi cho chủ nhà như này. Vâng, đây là cái file mà chúng tôi sẽ gửi cho chủ đầu tư. Đấy, mọi người để thấy là chúng ta lên trình bày sạch đẹp và theo một cái format về định vị thương hiệu nhé. Đây, mọi người có thể thấy là chúng tôi sẽ lấy các cái tông màu theo định vị thương hiệu của Kisato. Đấy, và chúng tôi đặt tên là Trang House Concept, tức là chủ đầu tư tên là Trang. Đấy, mọi người có thể thấy là khi mà dựng vào Revit cơ bản như này thì chúng tôi sẽ gửi cho chủ đầu tư phương án về mặt bằng này, 3D này và cái tổng mặt bằng để cho chủ nhà nhìn. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại và chốt với chủ nhà về phương án thôi. Tóm lại là chúng ta từ một cái phương án mà lên ý tưởng phác thảo bằng tay thì chúng ta sẽ chuyển vào file Revit để chúng ta sẽ dựng được một cái phương án mặt bằng như vừa rồi tôi có chia sẻ cho mọi người đúng không ạ? Đó. Ok, thì vừa rồi là nói qua các cái ý tưởng rồi, bây giờ tôi sẽ show cái file Revit cho mọi người tham khảo nhé. Đây thì đây là cái file Revit mà chúng tôi đã dựng rất là chi tiết như thế này. Thì trong này nó gồm rất là nhiều các cái bước. Thì đầu tiên là chúng ta lên là gì ạ? Là dựng cái phần lưới trục trước mọi người nhé. Chúng ta sẽ dựng các cái lưới trục giống như chúng ta đã lên ý tưởng, sau đó chúng ta sẽ dựng tường. Sau khó xong thì chúng ta sẽ dựng về gì ạ? Hệ nền, cột, dầm, sàn. Đó, rất là nhiều các bước. Thì chúng tôi có chia sẻ các cái bước dựng một công trình miễn phí. Thì các bạn thể vào trang web là quà.gizento.com. Tôi nhắc lại là quà.gizento.com.
www.ghizianto.com để cái trang web mà tôi để bên dưới cái video này đã, để vào có thể nhận thêm các cái video chia sẻ, tại vì thực sự thời lượng video không cho phép để chia sẻ tất cả các bước với mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ là khi mà chúng ta dựng bằng Revit ý, thì nó rất nhanh, rất là nhiều anh em hiện nay vẫn đang dựng bằng phần mềm AutoCAD. Thì AutoCAD thì nó bị cái nhược điểm là dạng là chúng ta chỉ thể hiện được 2D thôi. Còn đối với phần mềm Revit ấy, khi mà chúng ta đã dựng 2D này là chúng ta sẽ có bản vẽ 3D luôn. Nó giống như cái vừa đây, cái 3D, chúng ta sẽ có luôn cái 3D mặt bằng. Chúng ta chưa cần phải dựng cái hệ sàn hay hệ mái gì đâu ạ. Đây, đối với công trình nhà một tầng chúng ta chỉ cần dựng cơ bản như này thôi. Chúng ta đưa cho chủ nhà duyệt, sau đó chúng ta tinh chỉnh sau. Nếu mà chúng ta làm về phần phối cảnh sau khi đã chốt xong mặt bằng. Đó, thì nó tiện cái là cứ 2D là có 3D, tại vì rất là nhiều chủ nhà thì thực sự họ sẽ không thể hiểu được về cái không gian 3D được bố cục như thế nào, và nhìn này họ sẽ thấy rất là trực quan. Và thậm chí là các bạn có thể làm cái video thuyết trình. Đấy, giả sử như ở đây thì tôi chưa dựng mái chẳng hạn, bây giờ tôi chỉ dựng tường thôi. Đây tôi sẽ làm một cái như thế này để cho anh em hiểu nhá. Rồi, tôi giả sử như bây giờ là chúng ta sẽ chưa dựng mái, thì chúng ta chỉ dựng đến cái phần tường cơ bản như này thôi. Thì chúng ta có thể là gì ạ? Làm một buổi thuyết trình với khách hàng bằng Zoom hoặc có online, sau đó chúng ta sẽ xoay cho khách hàng xem. Đấy, thì đấy là cái lợi thế. Còn nếu mà chúng ta dùng AutoCAD thì chúng ta chỉ có cái hình này thôi. Và cái hay ấy, khi mà chúng ta thay đổi ấy, thì thực sự tất cả các thứ nó thay đổi theo. Nếu giả sử bây giờ chúng ta thay đổi ở trên mặt bằng, giả sử bây giờ cái tường này tôi sẽ lùi về đây chẳng hạn. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Đây, tôi sẽ lùi hơi quá, tôi lấy cái lùi cái tường này đi. Đó. Đây, các bạn chưa cần đi biết cái gì vội đâu ạ. Trong cái quá trình chúng ta dựng đây, tôi giả sử nó lùi về như thế này. Đấy, thì mọi người thấy là gì ạ? Ở cái phần 3D này nó sẽ cũng tự động, nó sẽ cập nhật theo luôn. Đó, và tất cả các bản vẽ khác, khi mà chúng ta dựng xong cái này rồi thì chúng ta cũng sẽ có luôn các bản vẽ mặt đứng, mọi người nhá. Đấy, chúng ta sẽ có mặt đứng các chiều. Và đây là phần 3D rồi. Rồi, để tôi sẽ mở cho mọi người về cái phần mặt đứng chi tiết 2D. Đấy, thì chúng ta sẽ có luôn cái phần mặt đứng. Đây là phần mặt đứng ở dưới này ạ. Đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ có phần mặt đứng luôn. Giả sử như chúng ta chưa vẽ mái hoặc là vẽ xong mái rồi cũng được, thì chúng ta sẽ có phần mặt đứng là chúng ta chỉ cần đi mà thôi, chứ không phải dạng ngồi tưởng tượng giống như phần mềm AutoCAD là cái này ở đây, cái này ở kia, rồi độ dốc như thế này. Thực sự đối với những anh em mà gì ạ, học trong chuyên ngành thì còn mất rất nhiều thời gian để triển khai chuyên ngành kiến trúc ấy. Còn đối với những anh em mà làm các cái bộ môn khác nhưng mà vẫn đam mê với cái thiết kế thì cái phần mềm này là cực kỳ tuyệt vời, tại vì chúng ta dựng xong mặt bằng, chúng ta dựng xong cái 3D này thì sẽ có tất cả các phần bản vẽ khác. Đấy, và các bạn lên trình bày một cách chi tiết như chúng tôi đang trình bày ở đây nhé. Đấy, ví dụ các bạn để thấy là mặt bằng này, chúng tôi sẽ có những bản vẽ này, mặt bằng này, 3D mặt bằng này, mặt đứng các tầng này, rồi 3D phần mặt cắt. Đây tôi sẽ mở cái phần hồ sơ đi cho anh em xem nó dễ hơn. Đấy. Đây, tôi sẽ mở phần hồ sơ này cho anh em xem. Đó, thì nó sẽ có đầy đủ hết, và chúng ta chỉ cần đim thôi. Chúng ta chỉ có đim thôi. Sau khi dựng xong cái mô hình 3D là chúng ta chỉ có mỗi đim các cái kích thước và trình bày trang trí cho nó đẹp thôi. Đó. Đấy, mọi người nhìn qua cái bản vẽ chưa? Đấy, bản vẽ chúng tôi thì cứ 2D có bản vẽ 3D rất trực quan chi tiết. Đấy, cái mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, rồi các cái chi tiết vệ sinh, đúng không ạ? Rồi ban công, hoa văn, cửa sổ, tất tất tất. Nôm là như thế. Thì trong file Revit này sau này anh em chỉ xuất ra file PDF và in ấn thôi. Ở đây các anh em có thể thấy là chúng tôi đã trình bày hết ở bên cái ô cột này. Đấy, cho vào khung tên. Đấy, thì một là gì ạ, là anh em có thể học miễn phí, sau đó chúng ta cày. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể là gì ạ, học nhanh bằng cách là gì ạ, các bạn mua một khóa học có phí các bạn nhé. Đấy, thì nếu mà anh em nào đang làm trong cái ngành kiến trúc rồi thì chúng ta có thể đầu tư luôn cái khóa học. Đây các bạn có thể vào cái trang web là nhavườn.revitbox.net nhé. Và bạn học luôn một cái khóa học thực tế. Chúng tôi hướng dẫn sử dụng tất cả các công cụ để gì ạ? Từ việc là dựng hình đến triển khai bản vẽ chi tiết về phần kiến trúc bằng phần mềm Revit như nào. Bằng một công trình thực tế nhà vườn này luôn anh em nhé. Đó, và đây nó rơi vào tận khoảng 42 bài học. Và gì ạ? Tất cả các khóa học chúng tôi đăng ký bản quyền. Đấy, giá thì rất là hợp lý thôi. Để anh em gọi điện số điện thoại hoặc nhắn Zalo số điện thoại ở dưới video này thì chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em. Đó, thì chúng ta sẽ cày khoảng một tuần xem các video, sẽ có ID mật khẩu đăng nhập vào học, và trong quá trình anh em không hiểu gì thì có đội ngũ hỗ trợ anh em. Đấy, thực sự học như vậy cho nó nhanh. Sau khi mà anh em học xong rồi, nếu mà chúng ta cần thiết nữa thì các bạn có thể mua cái file Revit này của chúng tôi.
Đấy, một cái file này thì trong này đã có sẵn tích hợp sẵn các cái template, các thư viện ở trong này hết rồi, và cái cách chúng tôi trình bày các bản vẽ ra sao đó thì anh em sẽ vào đây sẽ hiểu là cái cách dựng nó như thế, hoa văn này như thế nào, cột vào chỉ như thế nào, rồi các cái cách trình bày sau này mình trình bày ra sao để chúng ta mua thêm một cái này sau khi chúng ta học xong. Đấy, thì giá nó cũng rất hợp lý rồi, anh em có thể liên hệ số điện thoại bên dưới nhá. Đấy, còn nếu mà anh em mà không có nhu cầu học mà cần thiết kế thì lại liên hệ chúng tôi để chúng tôi về khảo sát thiết kế cho anh em. Tại vì hiện nay hệ sinh thái Kisato Group thì có rất là nhiều, trong đó học viện Gizento là hướng dẫn cho anh em làm nghề để có thể làm được các cái chuyên môn trong cái lĩnh vực về thiết kế và thi công, thì đây là một cái phần chuyên môn nhỏ thôi đó. Còn nếu mà anh em nào mà thực sự là chưa học cái chuyên ngành về phần thiết kế đấy, mà chúng ta vẫn đam mê về thiết kế thì các bạn lên phải học cái khóa học là mặt bằng nhé, tư duy thiết kế mặt bằng. Thì trong cái khóa học này thì học viện Gizento sẽ hướng dẫn anh em là cái cách lên cái ý tưởng các cái mặt bằng như nào đối với rất là nhiều các cái dạng công trình khác nhau. Đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều các cái dạng, rất là nhiều phần, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người tư duy cho từng các cái dạng mặt bằng, và từ đó mọi người sẽ có những cái tư duy nó tốt về phần này, và cũng được bố trí bằng các cái video anh em đăng nhập vào học thì nó rất là giá là hợp lý rồi đó. Thì chúng ta học cái này xong chúng ta sang học cái khóa học về dựng hình bằng phần mềm Revit, còn nếu anh em đã có tư duy về lên mặt bằng rồi thì chúng ta học luôn cái phần này. Thì đấy là một cái lộ trình anh em nhé. Rồi đấy thì hy vọng series này đã giúp cho anh em có một cái ý tưởng nữa để tham khảo. Đừng quên đăng ký kênh để cứ mỗi ngày tôi sẽ up một cái tư duy để tôi thiết kế cái mặt bằng để anh em tham khảo. Nó rất là đa dạng, từ nhà vườn, nhà ống, biệt thự, đúng không ạ? Và trong này cũng rất là nhiều các cái series khác nhau, về các cái series về thi công, các series về kinh nghiệm trong nghề, các series về kiến trúc, kết cấu, điện, nước, rồi rất nhiều. Đó. Và toàn bộ là những anh em là gì ạ? Làm thực tế anh em nhé. Nhớ cái slogan của chúng tôi đó là học thực tế ứng dụng nhanh. Chứ chúng tôi không phải là những cái người chỉ đi dạy, mà chúng tôi là gì ạ? Đưa những cái thứ thực tế chúng tôi làm để chia sẻ lại cho những anh em, để anh em đỡ phải lòng va lòng vòng qua lý thuyết, xong mãi ra ngoài đời thì lại làm cái kiểu khác, đúng không ạ? Đấy, và sau này anh em thành thạo thì có thể là liên hệ chúng tôi, có thể xin làm cộng tác viên, đúng không ạ? Hoặc có thể làm mở công ty, hoặc là nhận thêm, tùy. Đấy, anh em có thể vào thêm cái website của chúng tôi, đó là cái website đó là Kisato anh em nhé. Kisato thì hiện nay chúng tôi làm rất nhiều các công trình đó, nên anh em mà học thành thạo ở học viện Gizento thì hoàn toàn là có thể là gì ạ? Inbox cho chúng tôi để có cơ hội đâu hợp tác, và rất là nhiều anh em cũng đã cộng tác với kiến trúc Kisato rồi. Đấy, thì đấy là cái sự khác biệt của chúng tôi, và toàn bộ những giảng viên là đều là chất lượng hết. Và sau này tôi sẽ làm một cái series đó là gì ạ? Chia sẻ anh em các cái quy trình về thiết kế nữa. Đấy, nên nếu mà anh em quan tâm thì inbox. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video chia sẻ tiếp theo nhé.